nhằm hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp nữ làm chủ, thúc đẩy mạng lưới các đối tác công tư tạo ra nền tảng toàn diện, hỗ trợ một hệ sinh thái thuận lợi cho phát triển phụ nữ kinh doanh, thương mại trên thị trường toàn cầu. Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương, Trung tâm Thương mại Quốc tế và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa tổ chức hội thảo xúc tiến hợp tác công tư nhằm tối đa cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp nữ Việt Nam. Tại hội thảo, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, vào tháng 11 năm 2021, dự án hỗ trợ doanh nhân nữ CJS được chính thức thành lập dưới sự điều hành của Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương nhằm hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như nông sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, dệt may, dịch vụ, v.v. CJS Việt Nam định hướng phát triển bền vững, từng bước hỗ trợ hiệu quả cho các nữ doanh nhân, đặc biệt là năng lực kinh doanh trên môi trường số và các cam kết nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, phối kết hợp và hợp tác với các đối tác tiềm năng để đem lại hiệu quả cao. Kế hoạch của CJS Việt Nam là đến hết năm 2025 sẽ có ít nhất 2.000 doanh nghiệp do nữ làm chủ, tiếp cận và chuyển đổi số thành công, huấn luyện và tư vấn khả năng tiếp cận thị trường, tạo cơ hội đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp theo nội dung các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, sàn thương mại điện tử, dịch vụ đã đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp nữ xuất khẩu và những khuyến nghị nhằm tăng cường chặt chẽ và hiệu quả các hình thức hợp tác công tư.